trong video hôm nay á Tuấn Sư hướng dẫn chị cách để chúng ta làm một video kiểu như thế này ha chào buổi sáng một ngày mới bắt đầu rồi mình sẽ khởi động ngày mới thật năng động công viên thật tuyệt mình thích cảm giác được vận động và hít thở không khí trong lành bữa trưa này ngon quá mình sẽ thưởng thức thật chậm rãi mình sẽ dành chút thời gian để thư giãn và đọc một cuốn sách hay không gì tuyệt vời hơn khi được ở bên gia đình, mình yêu mọi người. Đây là một dạng video cũng khá là hay hả anh chị? Dạng như là người que đó, chúng ta tạo ra những cái học hình hoặc là chúng ta tạo ra những câu chuyện đối thoại với những nhân vật đó. theo cái style này nhìn cũng khá là thú vị ha. Trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta tạo ra một cái dạng video như thế này cũng khá đơn giản thôi. Chúng ta có thể sử dụng tất cả công cụ ai miễn phí là chúng ta đã làm được rồi. Khi mà anh chị làm cái dạng này á thì anh chị có thể áp dụng vào việc dạy học nè chúng ta có thể xây kênh nè và nếu như anh chị pro nữa anh chị có thể sử dụng nó để anh chị làm quảng cáo ha ok ha bắt đầu thôi trong video hôm nay tuấn sẽ sử dụng tất cả công cụ ai miễn phí ha anh chị để chúng ta có thể làm ha để cho anh chị hiểu là không phải lúc nào chúng ta cũng cần những công cụ thật là mạnh ha thì chúng ta mới làm được mà quan trọng nhất là việc chúng ta sử dụng như thế nào khai thác công cụ như thế nào ha đầu tiên mình sẽ sử dụng sơ trước để mình tạo ra kịch bản câu chuyện ok ha ví dụ như bây giờ mình sẽ yêu cầu Gemini là viết cho mình một kịch bản gồm 5 cảnh là một ngày vui vẻ của An đi. Mỗi cảnh thì chỉ gồm một hành động ha. Một hành động thì chúng ta sẽ tạo ra một hình ảnh anh chị. Còn nếu anh chị cần nhiều hơn chúng ta cứ tạo nhiều hơn ha. Ví dụ đây cảnh thứ nhất là cảnh mà An thức dậy nè, mỉm cười ha. Cảnh thứ hai là đi chơi trong công viên đang nhảy dây chẳng hạn đó. Cảnh thứ ba là cảnh mà ăn trưa. Cảnh thứ tư thì đang đọc sách ở nhà và cảnh thứ năm thì đang chơi cùng với người thân ha thì năm cảnh rất cơ bản như thế này ha chúng ta có thể triển khai ra bao nhiêu cảnh anh chị tùy thích ha rồi sau đó với năm cảnh này á, bây giờ mình sẽ yêu cầu tiếp là mô tả về nhân vật an này nhân vật an này sẽ như thế nào hình dáng cơ thể như thế nào gương mặt như thế nào đầu tóc như thế nào hả anh chị để chúng ta có thể biết được các cảnh mô tả nhân vật như vậy á, thì mới chi tiết và nó mới cố định được nhân vật của chúng ta ha bây giờ mình sẽ yêu cầu như thế này Mình sẽ yêu cầu Gemini là mô tả Những vật An này theo phong cách Stick Figure Stick Figure này là phong cách mà Tạo ra những cái hình que anh chị Giống như lúc đầu mình chúng ta xem đó, Gồm có gương mặt, nào, tóc, hình dáng như thế nào đó Và không tạo ảnh ha Gemini thì hay tạo ảnh lắm, nếu anh chị không thêm câu này Thì nó hay tạo ảnh lắm Thì bây giờ chúng ta đã có được về An đây Về những hình dáng của An đây Bây giờ chúng ta sẽ thêm một bước nữa Chúng ta sẽ chuyển tất cả những cảnh này Thành tiếng Anh Đồng thời bổ sung cái phần mà nhân vật an này vào trong cái phần Vroom tiếng anh đó luôn anh chị để chúng ta tạo ảnh ha bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu sơ mini kiểu như thế này ok anh chị mình sẽ yêu cầu như thế này là chuyển năm cảnh trên thành Vroom tiếng anh để tạo ảnh đồng thời thêm tất cả mô tả của an vào trong các Vroom này ở trong cái style hình của chúng ta sẽ là background đơn giản màu trắng nè nhân vật và các vật thể được vẽ với nét vẽ màu đen đậm đơn giản style của cả bức hình là màu trắng và màu đen không có tạo ảnh hết anh chị thì ở đây á, nó sẽ viết cho chúng ta năm cái rơm như thế này ha anh chị rất đơn giản ha bây giờ chúng ta sẽ copy năm rơm này chúng ta tạo ảnh ha thì công cụ tạo ảnh hôm nay chúng ta sử dụng cũng là một công cụ miễn phí tên là leonardo ha anh chị đây là một trong những công cụ mà cũng khá nổi tiếng ha chúng ta có thể sử dụng bằng cách là truy cập vào trang leonardo ha đường link mình sẽ để phần mô tả để chị dễ tìm ha bấm vào đây chúng ta launch app đây ha và đăng nhập một tài khoản google thôi anh chị cực kỳ đơn giản ha khi mà chúng ta đăng nhập vào rồi anh chị anh chị sẽ thấy ở đây ha chúng ta có 150 Reddit ha và chúng ta có thể sử dụng được ha và chúng ta sẽ bấm vào image reaction anh chị chúng ta có thể thêm phần rơm chúng ta vào đây bây giờ chúng ta sẽ copy phần rơm ở bên Germany chúng ta bắt vào đây ha mình bắt phần rơm vào đây và chúng ta sẽ chọn tỷ lệ hình ảnh anh chị ví dụ như đây mình sẽ làm theo dạng của điện thoại đi mình sẽ làm 96 ha sau đó thì mình bấm vào generate cứ mỗi lần generate như vậy thì nó tốn đâu đó tầm 10 Reddit anh chị cũng khá rẻ ha và chúng ta còn có thể sử dụng miễn phí nữa Đấy chúng ta đã có hình đầu tiên rồi ha anh chị khá đơn giản ha theo cái style mà chúng ta mong muốn ha chúng ta copy tiếp phần rom thứ hai vào đây cũng bass vào đây ha anh chị chúng ta generate ra đấy <laughs> rất là đơn giản ha và những cái rơm tiếp theo thì anh chị cứ tạo ra ha Copy lần lượt vào trong Leonardo để chúng ta có thể tạo hình ảnh ha Ở đây thì mình tạo 5 rơm thôi anh chị, còn nếu anh chị muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo một câu chuyện nó dày hơn ha Tạo kịch bản dày hơn, tạo nhiều cảnh hơn Rồi chúng ta viết những phần rơm ha Cơ bản là cách chúng ta làm thôi chị, còn cái số lượng như thế nào anh chị có thể điều chỉnh được ha khi mà chúng ta generate mà có cảnh nào mà có vẻ là chưa hợp lý thì chúng ta sẽ vẽ lại, anh chị, bởi vì đôi khi thì nó sẽ vẽ những cái hình ảnh nó chưa hợp lý lắm ha. OK, anh chị, sau khi mà chúng ta đã tạo xong những hình ảnh chúng ta mong muốn rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyển những hình ảnh đó trở thành video ha. Thì công cụ hôm nay chúng ta sử dụng á, đó là một công cụ cũng khá là mới để mà chúng ta có thể tạo được video tên là Quan AI, anh chị. Đầu tiên chị đăng nhập vào quan chấm video ha, đường link mình cũng sẽ để phần mô tả ha. Trong đây model cao cấp nhất, hiện tại cái model mà cao nhất của họ là cái model 2.1 ha, chúng ta có thể tạo được video hết chị. Ở đây chúng ta sẽ có được tổng cộng là 5 hình ảnh tương đương với lại 5 cover mà chúng ta đã tạo trong Gemini anh chị. Thì chúng ta có thể tạo ra video ngay trong đây luôn ha. Chúng ta chỉ cần bấm vào login ha, đăng nhập một tài khoản Google thôi ha. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ tạo video bằng cách là bấm vào AI video nè. Ở trong đây thì có thể tạo video từ văn bản hoặc là tạo video từ hình ảnh anh chị. Đây chúng ta sẽ chuyển sang tab tạo video từ hình ảnh. Chúng ta chỉ cần đơn giản là đưa những cái phần hình ảnh chúng ta lên. Đây là hình ảnh của chúng ta. đây hình ảnh rất đơn giản như thế này. Câu rơm thì anh chị có thể copy lại câu rơm ở trong Gemini ha. Đây là những câu rơm mà chúng ta đã sử dụng để mà tạo hình ảnh đây. nếu như anh chị muốn tạo thêm những cái phần mà âm thanh á tức là dựa vào cái hình ảnh này á nó tạo ra video xong nó tạo âm thanh dựa trên cái video đó luôn á thì anh chị có thể bấm tích vào cái chỗ mà sai phép ha đây chúng ta có thể bấm tích vào đây và chúng ta generate ha mỗi lần generate như vậy á, thì chúng ta sẽ mất khoảng 10 reddit anh chị ở trong quan này khi mà anh chị đăng nhập một lần đầu tiên á thì nó sẽ được 50 reddit nhưng mà khi mà anh chị vào đây á, anh chị bấm vào cái nút là check in ở đây nè thì giống như là anh chị điểm danh gì đó thì nó sẽ tặng chúng ta thêm 50 Reddit nữa ha thì chúng ta sẽ có 100 Reddit ha mình sẽ làm tất cả hình ảnh ở trong đây hết anh chị mình sẽ upload lần lượt từng hình ảnh lên ha kết hợp với những câu rơm ở trong Gemini chúng ta đã viết ha Ok anh chị sau khi mà chúng ta đưa tất cả những lệnh vào đây rồi thì chúng ta sẽ chờ ha bởi vì chúng ta đang sử dụng gói miễn phí thì cũng chờ cũng khá lâu có thể là vài chục phút anh chị ở đây mình đang chờ khoảng 1 giờ đồng hồ luôn ha thì chúng ta cứ đưa lệnh tất cả vào đây thôi anh chị có thể làm những việc gì đấy chúng ta sẽ quay lại và chúng ta sẽ xem kết quả sau đó ha sau khi mà chúng ta đã có kết quả rồi á đây là những kết quả video mà nó tạo ra ở trong quang ai này anh chị nhìn cũng khá đẹp ha chúng ta sẽ làm bước tiếp theo ha chúng ta sẽ làm phần lời thoại ha có thể là lời thoại nhân vật hoặc là lời dẫn chuyện chẳng hạn thì ở đây anh chị hoàn toàn có thể viết ở trong Germany chúng ta tạo ra những phần lời thoại và chúng ta sử dụng một công cụ nào đấy chúng ta chuyển những phần lời thoại đó thành âm thanh ha ví dụ như là TTS 7 này hoặc là Eleven Labs nè chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa được ha ví dụ ở đây mình sẽ cần một cái phần lời thoại dành cho nhân vật này đi ví dụ như đây mình sẽ có 5 phần lời thoại tương đương với năm cảnh ha anh chị có thể copy phần lời thoại này chúng ta tạo ra phần âm thanh ha ví dụ như anh chị có thể sử dụng Eleven Lab hoặc là mình thì mình thường sử dụng TTS và &E AI chẳng hạn đấy anh chị có thể bắt vào đây chúng ta xóa bớt một số cái cảnh này đi đấy anh chị có thể chọn một cái giọng nào đấy của người Việt hoặc là giọng nước ngoài cũng được anh chị có thể chọn ha và chúng ta bấm vào Rage bit ha đấy chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ xem thử kết quả như nào ha sau khi mà chúng ta có phần lời thoại chúng ta có phần âm thanh chúng ta có phần video rồi tất cả mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì anh chị chỉ đừng đơn giản một việc đó là chúng ta sẽ mở cấp cách lên ha và chúng ta đưa tất cả mọi thứ vào anh chị đây chúng ta đưa cái phần âm thanh vào chúng ta điều chỉnh lại cho phù hợp với lại những cái khung cảnh này anh chị đây là cái phần mà cực kỳ đơn giản ha chúng ta hoàn toàn có thể làm được ha sau khi làm xong thì chúng ta chỉ cần export ra là chúng ta đã có một cái video hoàn chỉnh rồi anh chị Ok anh chị đó là case study chúng ta áp dụng và chúng ta sử dụng tất cả công cụ em miễn phí để chúng ta có thể tạo ra một cái video dạng như người que để mà di chuyển anh chị khá là hay ha chúng ta có thể sử dụng để chúng ta tạo ra những video khá độc đáo xây kênh này anh chị có thể làm cho giáo dục nè hoặc là chúng ta master chúng ta pro hơn nữa anh chị có thể sử dụng nó để chúng ta làm các quảng cáo anh chị nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like và subscribe nhé còn nếu như anh chị muốn học sâu hơn về AI chúng ta muốn học các kiến thức về AI để mà áp dụng vào công việc thì mình có một khóa e về AI để anh chị có thể học được anh chị trong khóa e-learning này mình chia sẻ rất là nhiều kiến thức anh chị hiện tại tổng thời lượng khóa là hơn 27 giờ đồng hồ rồi rất là nhiều kiến thức trong đây ha từ những kiến thức rất là cơ bản anh chị là những kiến thức về AI nói chung và những cái AI nào mình khuyến nghị sử dụng ở trong tháng cho học viên ha đến những AI chatbot nè AI hình ảnh video phần nhạc phần âm thanh và sau đó là những case study rất là thực tế anh chị về marketing có thể làm vào các video quảng cáo anh chị trong đây sẽ có những quy trình để anh chị làm những video quảng cáo những video thương mại những video dành cho doanh nghiệp anh chị sử dụng chính cái sản phẩm của chúng ta chúng ta làm ha ví dụ như đây anh chị có thể thấy một số cái sản phẩm đây là những sản phẩm thật anh chị đây là những sản phẩm giày nè sản phẩm nữ trang nè những sản phẩm thật ha chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những video với sản phẩm đó ha hoặc là nếu như anh chị mong muốn xây kênh thì trong đây mình cũng có quy trình khi mà anh chị xây kênh á, chúng ta sẽ làm những video như thế nào những dạng video nào anh chị có thể ứng dụng vào việc chúng ta làm ha hoặc là trong giáo dục thì anh chị cũng có thể ứng dụng để chúng ta tạo ra những video để trong giáo dục này làm những cái video về dạy kỹ năng những video về hoạt hình này rất là nhiều thứ anh chị rất là nhiều kiến thức ha và khi mà anh chị kéo xuống phần kết quả đạt được á, thì đây là những video mà mình sẽ hướng dẫn trực tiếp ở trong khóa e learning này ha tức là anh chị xem những cái dạng video như thế này thì trong khóa e-learning của mình á mình có hướng dẫn rất là chi tiết từ a tới z để anh chị có thể làm được tất cả những video này ha bởi vì trong khóa e-learning này á mình chia sẻ chủ yếu là về phần thực hành đó anh chị thực hành thực hành và thực hành thôi ha thực hành thực tế chúng ta có thể áp dụng và chúng ta làm ngay được đó anh chị chúng ta có thể vừa học vừa làm luôn ha rất là phù hợp để anh chị có thể nhận các job để chúng ta làm cho doanh nghiệp những cái job quảng cáo hoặc là anh chị hoàn toàn có thể sử dụng để mà vào mục đích giáo dục này mục đích sẽ kênh rất là nhiều thứ anh chị đường link của khóa e learning này mình sẽ để phần mô tả ha khi mà anh chị nâng cấp khóa e learning này anh chị sẽ xem được tất cả những video học trong đây đồng thời là những video nào sắp đến mình sẽ update cũng như là sự hỗ trợ của tuấn và cũng như là cộng đồng học viên anh chị sẽ có rất học viên để anh chị có thể trao đổi thảo luận ở trong đấy có những thắc mắc gì trong đấy thì anh chị có thể thảo luận trong đấy ha trong đó sẽ có những bài boss khá là thú vị anh chị để mà chúng ta có thể cập nhật về ai cũng như là những kết quả của các anh chị học viên chúng ta chia sẻ hồi đấy anh chị để chúng ta có thể học hỏi thêm nữa ha hẹn gặp anh chị trong khóa e-learning này và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel nghề công sở bye bye anh chị